thật mà. Ui trời ơi, anh định yếu đuối đấy à vợ? Hả? Yếu đuối đấy. Đây này, vợ anh còn đang yếu đuối lắm rồi đây này. Đang mệt. Ôi trời ơi. Thế Nhung không đi chơi thiếu nhi à? Em già rồi nha. Bây giờ cô thì đi ôm Khoang ngủ đây. Khoai nhà em bây giờ chưa mọc mầm nên là chưa đến giờ cần phải đi trông khoai anh ạ. Này nghe nhá, nghe này, đây khi là người có vợ này, nghe nhá. Nào vợ ơi, mút đấy. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Thôi nhá. Cái gì nó kêu bẹt 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 anh? Hình như là anh Đạt anh ấy mút mũi được vợ. Em biết rồi anh Đạt anh ấy như này, anh ấy chia điện thoại đi, anh không hề giơ mặt nha nhỉ. À đúng anh bao thì phải.